Lạc Tự nhanh chóng sắp xếp kiểm tra cho Bùi Doãn Ca, dùng loại máy mới nhập về kiểm tra cho cô. Trợ lý bên cạnh tò mò hỏi, sếp, cô gái này nhìn qua cũng bình thường thôi. Thật sự có vấn đề gì sao? Lạc Tự cười nhạt, vấn đề, độ ra coi người như bảo bối thì có thể có vấn đề gì? Bất thình lình tiếng ầm ý báo hệ thống bị lỗi vang lên. Nụ cười trên môi Lạc Tự lập tức biến mất, anh chạy vội đến chỗ Bùi Doãn Ca hỏi có chuyện gì? Máy móc xảy ra vấn đề gì? Doãn Ca đầu óc vẫn quay cuồng chưa trả lời anh. Bác sĩ Lạc nhìn trên thân máy có một vết nứt lớn mà suýt nữa ngất đi. Vất vả lắm tôi mới mua được cái thiết bị mới. Doãn Ca nhìn thấy anh có vẻ rất đau lòng thì lên tiếng. Xin lỗi bác sĩ Lạc nha, do bất cẩn nên đụng phải. Bác sĩ Lạc nhìn cô giận dữ, thái độ này chính là như muốn bóp chết Doãn Ca vậy. Trợ lý thấy sếp lửa giận ngút trời lập tức dắt Bùi Doãn Ca đi ra ngoài. Cô Bùi, cô mau ra đây đi, sếp đang đau lòng muốn chết rồi kìa. Sếp tôi phải nhờ các mối quan hệ khắp nơi mới mua được cái máy này. Là để cho nữ thần dùng đó. Nữ thần, Bùi Doãn Ca thầm nghĩ người đó chắc là Lại Vân Thanh. Trợ lý lại nói tiếp, đúng vậy, chính là YG, người đã được đề cử giải Busaka đó. Sếp của tôi độc thân nhiều năm nay, chỉ là để có một tình yêu oanh oanh liệt liệt với cô ấy. Chuyện này Doãn Ca nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ngay lúc này Hoắc Thời Độ ở bên kia đi đến, anh gọi Doãn Doãn, Bùi Doãn Ca nghe tiếng Độ ra quay đầu nhìn qua, cô đột nhiên có cảm giác có nguy cơ, chắc là bị ảnh hưởng từ việc kiểm tra lúc nãy. Nhìn vẻ mặt tiểu cô nương không thoải mái, Hoắc Thời Độ đoán chừng là do cách trị liệu của Lạc Tự gây ra. Vừa hay bác sĩ Lạc cầm kết quả kiểm tra đi đến, giọng Độ ra ôn nhu nói với Doãn Ca, không muốn xem thì thôi vậy. Sau đó kéo Bùi Doãn Ca đi khỏi đó, trước vẻ mặt ngơ ngác của Doãn Ca và bác sĩ Lạc, anh còn bảo Lạc Tự cậu lo việc của mình đi. Vẻ mặt bác sĩ Lạc trầm xuống, anh đăm chiêu nhìn kết quả báo cáo trong tay. Hoạt động não bất thường, có thể kèm theo rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Lạc Tự dù không thích Doãn Ca nhưng cô cũng là bệnh nhân của anh, nên anh nhắn tin báo cho Độ ra tình hình của Doãn Ca rất nghiêm trọng, khuyên Độ ra nên đưa người đến khám lại để tìm hiểu chi tiết nguyên nhân gây bệnh. Hoắc Thời Độ đọc xong tin nhắn vẻ mặt anh trầm xuống, anh chỉ nhắn lại nói chuyện sau. Thật lâu không nói lời nào, Hoắc Thời Độ quay sang nhìn Bùi Doãn Ca. Cô vẫn còn đang thất thần không biết nên giải thích như thế nào, trong trường hợp Lạc Tự cho anh biết kết quả. Lại nghe nam nhân nói, hai ngày nữa chúng ta về Vân Thành, không tiếp tục kiểm tra nữa hả? Hoắc Thời Độ không trả lời sau đó từ từ đến gần tiểu cô nương, giọng nhỏ nhẹ. Bùi Doãn Ca, sau này chúng ta còn có nhiều thời gian mà. Trái tim Doãn Ca đột nhiên đập nhanh hơn, cô vội vàng quay đi hướng khác. Tại trại huấn luyện 191, Tô Tích Hoan và Đường Diệp đã làm xong bài báo cáo để hết ngày mai trình bày trước hội đồng. Tích Hoan vui mừng điện thoại cho Doãn Ca biết tình hình tiến độ của đội. Thình lình bị người khác tấn công sau lưng, Đường Diệp trông thấy dùng thân mình chắn cho bạn mình. Bùi Doãn Ca ở đầu dây bên kia bắt máy, không nghe thấy Tô Tích Hoan nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tích Hoan. Tất cả các dữ liệu trong máy tính đều bị người ta phá hủy. Kết quả Đường Diệp trên người đầy vết thương, mất máu quá nhiều, bác sĩ bảo rằng phải nằm viện mấy tháng. Tô Tích Hoan vô cùng lo lắng. Cô ngồi ở trước phòng bệnh chờ Doãn Ca tới. Đi cùng thang máy của Doãn Ca còn có Tô Duật. Nhưng anh không ngờ lại nhìn thấy hốc mắt của Tô Tích Hoan vì khóc quá nhiều, mà đỏ lên. Tô Duật trong vô thức mở rộng vòng tay, nhưng lại không ngờ rằng Tô Tích Hoan không giống như lúc trước nhào vào lòng anh. Cô đến nhìn cũng không nhìn một cái, chạy đến ôm chầm lấy Bùi Doãn Ca ở phía sau. Tô Tích Hoan khóc thương tâm, nói cho Doãn Ca tình hình hiện tại của Đường Diệp. Doãn Ca nói cô bình tĩnh, chuyện này như thế nào? Tô Tích Hoan tức giận nói, chắc chắn là Uông Hội Oanh. Người bình thường sao có thể đưa người vào liên bang 191? Hơn nữa, tất cả dữ liệu trong phòng thí nghiệm của chúng ta cũng đã bị hủy bỏ. Để kẻ tấn công và phá hủy dữ liệu đúng lúc chỉ có Uông Hội Oanh mới có thể làm được. Cô ta không ngần ngại làm tổn thương mọi người. Cô ta chỉ muốn loại bỏ tất cả những đối thủ có thể trở thành chướng ngại vật trong cuộc thi này để làm người thừa kế kia. Để tôi xem liệu cô ta có thể là người thừa kế hay không. Doãn Ca đem một bài nghiên cứu của mình sửa tên tác giả thành nhóm của mình. Tại phòng thí nghiệm liên bang 191, lần lượt các đội lên báo có phần nghiên cứu của nhóm mình. Lần này trong ban giám khảo ngoài Uông Huy còn có thi gia chủ. Ban giám khảo nhìn mặt thi gia chủ nên cũng không dám cho các đội khác được điểm cao. Nên mọi người đều cho rằng, tin đồn Uông Hội Oanh sẽ chính thức trở thành người thừa kế là sự thật. Sau phần trình bày của đội Uông Hội Oanh sẽ là phần thuyết trình của đội Bùi Doãn Ca. Chỉ trong một đêm tất cả nội dung mà Tích Hoan vất vả chuẩn bị đều bị mất sạch. Cô lo lắng hỏi Doãn Ca có chắc là đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ? Đúng vậy, lúc trước tôi có viết chơi chơi nhưng nay tình cờ đụng phải đề thi giống vậy, nên thử xem sao. Tô Tích Hoan vô cùng tức giận, cô cũng không ngờ Uông Hội Oanh không chỉ phá hủy dữ liệu của đội mình, mà còn dám sử dụng lại nội dung mà đội cô đã tạo ra.
Bên này, Vương Hội Oanh nhếch miệng cười, ừ thì tôi đạo bài đấy thì đã sao, có ai có bằng chứng không, ở liên bang 191 này ai dám làm gì tôi. Quả nhiên điểm của đội cô ta là cao nhất hiện giờ. Thì ra chủ thở dài xem xét danh sách, có lẽ không có ứng viên nào tốt hơn. Trái với suy nghĩ của ông ta, tiếp sau đó là phần thuyết trình của Bùi Doãn Ca, nội dung nghiên cứu khiến người ta phải kinh ngạc. Không thể tin được đây là bài nghiên cứu của một nhóm hội viên trại huấn luyện. Mọi người ở bên dưới đều bảo rằng nhóm này là nhóm quái vật, nói rằng bài nghiên cứu này, do các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu tạo ra bọn họ cũng tin. Người bất ngờ nhất là Tô Tích Hoan, cái này mà bảo là tùy tiện viết á. Uông Hội Oanh sắc mặt tái nhợt, không hiểu trong thời gian ngắn, như vậy mà bọn họ đào ở đâu ra một bài nghiên cứu như thế này. Vừa lúc Bùi Doãn Ca kết thúc bài thuyết trình, các giám khảo lập tức quay sang nhìn nhau, bài diễn thuyết như thế này không thể tùy tiện cho điểm thấp được. Khi gia chủ đột nhiên đứng lên, ông không nói lời nào trực tiếp đi đến chỗ Bùi Doãn Ca đang đứng. Không tiếc khen cô thiên phú hơn người, thậm chí còn xuất sắc hơn cả cô con gái xuất sắc nhất của ông. Bên dưới có cười mỉa mai, còn xuất chúng hơn cả thi nam y nữa cơ. Vậy mà bao nhiêu năm nay Uông Hội Oanh còn tự xưng mình là tiểu thi nam y nữa cơ đấy. Thi gia chủ nói tiếp, tôi vẫn luôn muốn chọn một người thừa kế phù hợp cho liên bang 191, ông rất kỳ vọng vào cháu. Bùi Doãn Ca cười nhạt, nói cảm ơn sự kỳ vọng của ông. Cô quay sang nhìn Uông Hội Oanh nói mình vẫn còn món nợ phải tính nữa,